Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Những miếng đánh lợi hại của Australia ở trận thắng đậm Trung Quốc. Điểm mạnh của Australia chính là thể hình, thể lực và tốc độ, các bàn thắng mà họ ghi vào lưới Trung Quốc cũng thể hiện điều đó, khiến đội tuyển Việt Nam không thể không phòng bị. Trước đội tuyển Trung Quốc, Australia giành chiến thắng đậm 3-0 với các pha lập công của Aemabi ở phút 24. Martin Le ở phút 26 và Thomas Doug ở phút 70, cả ba cầu thủ này đều là những tiền đạo về cách mà các bàn thắng đến với đội tuyển Australia. Bàn đầu tiên đến từ pha tấn công trực diện, lật cánh treo bóng bổng vào khu vực 16m50 của đối phương, đúng chất Australia. Cho dù AMAB ghi bàn bằng chân chứ không phải bằng đầu trong pha bóng vừa nêu, nhưng về tính chất, đấy là một pha tấn công bóng bổng điển hình. Chỉ có khác ở chỗ bóng được treo ra sau lưng hậu vệ tuyển Trung Quốc, về phía cột xa khung thành đội này, còn AMAB lao vào đạp bóng vào lưới khi bóng vẫn còn lơ lửng trên không sau khi có bàn thắng dẫn trước các cầu thủ australia càng có điều kiện phát huy thể lực tốc độ và những đường truyền dài của mình lúc này khi đã bị dẫn trước đối thủ của australia mà cụ thể là tuyển trung quốc nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ tạo điều kiện cho các cầu thủ xứ chuột túi tung nước rút trong các pha phản công chính tờ daily telegraph của australia cũng thừa nhận Australia khởi đầu không tốt, liên tiếp để mất bóng trong khoảng 10 phút đầu, nhưng sau bàn thắng của Mabi, đội đã chơi mạch lạc hơn, tìm ra những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ Trung Quốc. Hai bàn thắng tiếp theo của đội bóng xứ chuột túi trước Trung Quốc chính là những tình huống mà họ phản công, khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương như tờ Daily Telegraph mô tả. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2, không ở phút 26, Martin Le nhận bóng phản công từ phần sân nhà, sút xa vào lưới Trung Quốc, còn ở bàn ấn định tỷ số 3, không ở phút 70, lại là một tình huống phản công khác, chỉ bằng 2, 3 đường truyền, Australia đưa bóng đến thẳng khu vực 16m50 của Trung Quốc. Trước khi Thomas đúc có bóng rồi dứt điểm trong vòng cấm địa vào lưới. Cũng phải nói thêm rằng nhờ tốc độ và thể lực tốt mà Australia chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, nhiều cầu thủ của họ nhanh chóng tràn sang phần sân của Trung Quốc. Giúp cho Australia có đủ người để phối hợp ngay ở khu vực 16m50 của đối phương trong các đợt phản công này, đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý đầu tiên đó là giải quyết các tình huống treo bóng bổng từ phía australia thứ nhì là có phương án chống phản công hiệu quả tránh tư tưởng nôn nóng ngay cả khi lỡ bị dẫn trước tránh để lộ quá nhiều khoảng trống để cầu thủ australia có thể đua tốc độ và khai thác